Có tiền thưởng Tết này thì có nên mua xe ô tô hay mua xe máy cho mình không? Vâng, thưa bạn, đây là Dũng nghĩ rằng là khi mà chúng ta một năm giờ chúng ta nỗ lực làm việc thì có thể là chúng ta sẽ có những khoản tiền về, như là tiền mọi người nợ mà mình này, tiền thưởng Tết này, đúng không? Tóm lại là những khoản tiền mà chúng ta có thể tích cóp, chúng ta tiết kiệm được, thì mọi người thường có một cái thói quen là chúng ta sẽ sử dụng vào Tết. Không biết là các bạn nghĩ sao, nhưng Dũng thấy là thường thì mọi người hay mua tiêu sản, có nghĩa là mọi người sẽ mua những thứ ví dụ như là xe này, mua gì, mua đồng hồ này, mua gì trang sức cho mình. Trang sức nếu mà vàng thì được, không sao. Nhưng mà xe thì sao? Xe thì các bạn cũng phải cân nhắc nhá. Nếu như khi bạn có nhà rồi, bạn có đầy đủ hết các thứ và bạn có khoản dự phòng rồi, và chúng ta có một ngân sách cho nó, thì bạn mua không vấn đề gì. Nhưng nếu như các bạn đang ở trong cái độ tuổi mà chúng ta cần phải tích sản, đó là chúng ta cần phải gia tăng tài sản nhiều hơn, thì việc của bạn là gì? Những cái thời điểm này bạn không nên mua những thứ như vậy. Nhiều bạn nói rằng là thế vậy thì tôi không mua thì tiền tôi để làm gì? Đúng rồi, không mua đương nhiên tiền để mua tài sản gì nữa, có thể là vàng, có thể là bất động sản, các bạn cứ mua đi. Mà Dũng tin chắc rằng là giai đoạn này chỉ có bất động sản là cái tốt nhất thôi. Còn các bạn thấy rằng là vàng bây giờ cũng là gì ạ? Đang lên cao rồi mà nó đang nhảy múa không biết nào lần vào cái, đôi khi tất nhiên là về lâu về dài nó vẫn lên, nó vẫn có thể lên 100, Dũng vẫn dự đoán là nó phải lên 100, nhưng mà nó sẽ rất lâu. Nhưng một cái thứ tài sản mà có thể giúp các bạn gia tăng một cách mạnh mẽ đó là bất động sản. Ở thời điểm này các bạn hình dung vào thời điểm này là đặc biệt những thời điểm gần Tết, họ đang cần tiền để họ chi trả cho công nhân viên, họ chi trả cho các khoản nợ, họ chi trả cho cái tiền trả nhóm cấp, thì Dũng tin chắc là thời điểm này là thời điểm cực kỳ tốt để bạn có thể mua vào cho mình những tài sản có giá trị tốt này, lại có giá tốt này, và vào đúng thời điểm tốt. Và cái quan trọng nhất thì thời điểm năm nay nó lại một cái Tết đặc biệt, tận dụng Tết đi bạn ơi. Người ta thì mình làm ngược người ta đi, người ta lấy tiền người ta để người ta mua tiêu xài, mình lấy tiền mua tài sản là mình khác người ta rồi. Nhưng quan trọng gì ạ? Bạn biết mua như nào, mua đâu, thì Dũng có chương trình 3 phút tư vấn miễn phí cho bạn 111 để biết rằng là bạn nên mua như thế nào, mua đâu. Và bạn nào mà quan tâm đăng ký tham gia chương trình, các bạn trợ lý sẽ đặt lịch, chúng ta sẽ làm việc 111 3 phút thôi, Dũng sẽ hỗ trợ bạn.